Hello, 5 tỷ em nhá. Thì sau mấy tỷ lời hứa của tôi với Lê Đình Thành thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đấu đội. Vẫn đấu đội mà. Cùng solo với Lê Đình Thành. Nói chung là ông này ông rủ tôi mấy tỷ lần ấy, bây giờ tôi mới chơi tại vì hôm nay tôi mới bán được ác tôi có hứng thế là bây giờ mới làm clip cho bạn xem. Ok thì tiện thì quay clip cho anh xem luôn. Nói chung là mình cũng nghỉ game lâu lắm rồi. Giờ bắt đầu chơi. Thì cái chuyện thắng thua là cái chuyện bình thường, chứ có cái gì đâu mà căng thẳng đúng không? Thì tôi cũng phải nghỉ 3 tháng, 4 tháng gì rồi. Giờ tôi mới chơi mà. Chỉ mới 500 thôi, có vấn lời. Ôi giời. Vậy cả AK này bắn được không? Hay là bắn AK mới? Thôi bắn AK cũ ý. AK Island bắn cũng mạnh. Mẹ khổ AK như cái lồng rồi các bạn. Sao yêu có súng rồi các bạn. Có 4 tiếng vậy. Ủa bạn hay thế đi. Phải biểu. Wow. Xị thật. Mày sao mà đỡ được. Ui, mà tôi cố gắng làm bắt đầu ấy chứ không được. Ui 4 kill à. Ghê thật, ghê thật. Người ta bốn mạng luôn. Ác vậy. Này thì chúng đầu không chết đủ. Thôi bắt nạt người ta phải cúc đầu chứ còn bắn ra đi. Apple Apple bom vô địch thế. Đau 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 hơi đau. Hơi đau nha. Bắn phải tự tin để nó hành lang thứ. Ui. 112 máu. Bốn máu, ba máu kia. Cho em. Anh em thấy chưa? Tôi cần vài trận để hồi phục sức. Thì bom. Về hai bom thôi. Bắn được gì ấy? Ngạo thật. Mà kê cái góc này khó nhỉ, lúc nó ngồi lúc nó đứng. Đỡ thế luôn. Nhảy vừa bắn lên đầu, đau đầu luôn. Tính ra, tính ra, tính ra. Nhào nhỉ, tôi không hiểu. Bị không hiểu.
dính. Bị thua mấy phát đầu ấy. Đấy, cái kiểu chơi cái kiểu. Hay thật, đù má ta lật kèo kiểu kiểu này. Bạn hay thế, đù đi bán hàng rồi. Chịu. Mà chịu nha, thua nha, đi cả thua rồi. Đó, solo gì á, skill rồi, chịu thua. Chịu các bạn này. Bắn cái này thì nó cũng có cái mẹo gì đấy chứ. Chứ có phải là dễ bắn đâu. Mà. Sai rồi. Kê với đầu. Kê. Kê hộ. Đấy. Lại máu, hơi máu, hơi ba, hai máu. Bảy mươi chín máu này nhưng mà vẫn bắn không trúng bên nào. Hay thật. Bịt con mẹ mày hay thế. Càng bắn thì càng thua. Mình không biết ném bom nữa, mình ném bom hay khô. Top hay thế nhở? Chịu thua. Bắn được. Ho, 5 mạng. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Đù ghê thật. Đi mà đấu skill của này khó thật. Biết mình đứng đâu hay sao, được con mẹ. Biết mình đứng đâu ấy. Hay thật. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ném bom kiểu gì á? Nó trúng đầu mình vãi cả lìn thật. Không hiểu thật. Hai viên, 99 máu. 3 kill rồi, mình ăn được 3 mạng. Khoảng cách 4. Lúc này mình hồi sinh gần đấy, mình ra đây nhanh hơn. Mình đéo căn được. Lại lát thì bọn thua thôi. Lát lên. Thấy người ta gần ăn lại, mình lại kêu lại. Giãn hai. Phép, đừng có nổ phép rồi. Đéo đi. Ăn hai quả. À, đủ. Hai, ba các bạn thấy không? Đéo chết. Đấy, giãn hai mạng mấy. Chơi này, đéo biết ai thắng được. Hai hai ba tiếp này, ghép tập. Lại giãn ba mạng rồi. Hay thế. Ba mạng.
sát chỗ này dễ bị mất máu. Sát hai quả bom nữa. Đấy, hai mạng thôi. Ui địt mẹ còn 20 giây thua rồi. Nói chung là cũng căng sức các bạn ạ. 20 giây cày thật. Đi có 20 giây đéo gỡ được các bạn. Thời gian là nhiều hơn thì tôi phải gỡ được. Các bạn thấy những tát này tôi đấm mồm vãi cả lim. Ghê đấy. Ghê đấy. Ghê đấy. Này. Nói chung là cũng hay thật các bạn. Yeah. Nói chung là nhá, đúng giờ ông này hay bắn cái này ấy, solo hay solo là mình phải biết kê cái góc. Đi con mẹ mày, gặp mình ăn AK vẫn lợi hơn mà. Tôi skill quá kém đâu các bạn. Thực hiện trên tay tí nữa bắn C4 thôi, chẳng lâu gì đâu. Nhận bắn hay thật đi vậy. Các bạn lên đỉnh thanh bắn hay đi, tôi bắn cũng hay. Ôi, mẹ chẳng qua tôi đen thôi. Lúc đầu phải dẫn 4 mạng về cuối nhưng còn 2 mạng phải. Chúng ta thấy là cũng pro rồi. Ok thì anh em mua bán ác thì nhớ ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh kìa. Bye bye.